anh hai quăng chài giỏi thiệt á. Như vậy cá tôm nào mà thoát khỏi tay chài của anh hai? Chị, chàng trai lý tưởng của làng mình ở phía trước kia kìa. Anh hai, chị định với chị Mẫn kìa. Ý em nói là anh Lịch đó hả? Ừ. Đi bán hàng mà gặp người yêu là điềm hên đó chị. Chào anh hai. Chào hai cô. Hai cô đi đâu vậy? Anh hai. Cho tôi gửi ít cá về cho dì Sáu. Dạ, em đi xuống chợ Tân An. Vậy hả? Anh hai, hả? Hay tin gì chưa? Tin gì? Anh hai có nghe gánh hát bội của ông Bầu Thượng sắp về hát ở làng mình không? Anh có đi coi không? À, hay là anh dẫn chị Định với em đi coi đi được không? Lâu quá rồi, làng mình không có hát sướng gì hết. Đi nha anh. Chừng nào hát? 3 ngày nữa đó anh. Anh đồng ý rồi nha. Anh mời luôn Quỳnh Tấn, bạn anh, đi coi hát luôn, có được không? Dạ được đó anh. Có anh Quỳnh Tấn đi theo thì em Mận không dám từ chối đâu. Chị hai này. Thôi, tụi em phải đi nhanh cho kịp nhóm chợ đây. Hai cô đi. Em chào anh. Vậy 3 ngày nữa gặp nhau sân đình nha. Dạ, chào anh hai. Anh hai đi coi hát, cho em đi theo với. Em cũng mê coi hát lắm. Có chuyện rồi, mau lên. Mày có biết sao ảnh chưa? Tao nè, tiền vàng ở đâu? Đâu không? Có bao nhiêu mẹ ông lấy hát rồi? Còn lâu nữa. Tụi mày lục soát hết trong mua này cho tao. Lão người qua này ly lớn lắm. Mày ngồi im à? Chứ chúng ta đọc chết á. Mày buôn bán lúa gạo trên con sông này bao nhiêu năm rồi, tao rành quá mà. Một nàng em của tao mà lúc bút tiền vàng mày cất giấu thì tao bổ bụng mày ra. Mày thở gan mày mau lớn mà mày dám nói láo tao. Ây da, ông lớn ơi, đừng có giết gỗ, tội nghiệp gỗ ông lớn ơi. Em cứ ngồi giữ xuồng để tới coi có chuyện gì. Dạ dạ. Anh hai cẩn thận, coi chừng bọn cướp đang làm ăn đó anh hai. Anh có cách đối phó của anh. Cô em đẹp quá. Các ông muốn lấy gì thì cứ lấy, làm ơn thay cho cha con tôi. Cái gì bọn này cũng lấy, kể cả cô em. Cô em tên gì? A Mỹ. Tên lạ mà người cũng lạ nữa, cho qua xem một tí nha. Trời dễ thương quá. Wow. Đại ca ơi, con nhỏ này ngọt nước lắm nè. Giữ nó lại, chút nữa về tới sau. Muốn sống thì ngồi yên, cắt cổ mày bây giờ. Ông lớn ơi, tha cho con gái ngồi ly. Muốn bao nhiêu ngồi cũng chịu mà, đừng có bắt con gái ngồi ly. Tội nghiệp cha con ngồi mà. Sao cô em? Đại ca, có người đến. Nhiều không? Dạ, một thằng lớn, một thằng nhỏ. Thanh Tị, mày ra giải quyết cái thằng nào mà dám tới phá đám chuyện làm ăn của tụi mình. Dạ. Không được lên ghe. Dạ xin ông tha mạng. Xin ông tha mạng. Tha cho mày, để mày đi cướp nữa phải không? Dạ em đâu dám nữa anh hai. Cũng tại gia đình nghèo khổ quá, anh em rủ rê nên theo họ kiếm ăn. Mày tên gì? Ở đâu tới đây? Thằng nào cầm đầu mày? Dạ thưa, em Lịch Năm Tỷ. Em ở lên quanh vùng này thôi. Đại ca của em là Sáu Bảnh, anh đang ở trong kia kìa. Mày là thằng nào dám tới đây phá đám chuyện làm ăn của tao? Dẹp nó cho tao. Dạ.
Sao không vậy? Cha lo cho con quá. Dạ không sao, con cũng lo cho cha quá. Sao đi ăn cướp? Hỏi làm gì? Giết thì giết đi. Ta không giết người vô cớ. Nói đi, tại sao cướp? Tại nghèo khổ, bị ấm bức. Ai nghèo cũng đi ăn cướp hết à? Kiếm nghề lương thiện làm ăn không được sao? Muốn làm người lương thiện cũng đâu phải dễ. Trước đây tôi đi chân trâu cắt cỏ, ở đợi cho bác Hồ Vĩnh. Buổi trưa mệt quá nằm ngủ quên, trâu bị trạm đùa để mất một con. Vậy là ba Hồ Vĩnh bắt bỏ tù tôi một năm. Ra tù không ai mướn lạnh gì hết. Đổi làm sao không đi ăn cướp sống cho được. Nhưng tôi chỉ ăn cướp của nhà giàu, rồi chỉ cho dân nghèo, những người có hoàn cảnh khổ như tôi. Tôi đã nói hết rồi đó. Ông muốn giết thì giết đi, tôi không còn gì để nói nữa đâu. Ông đã giết người lần nào chưa? Tôi chưa giết ai bao giờ. Chỉ cày dao vô cổ là họ đã đưa hết tiền bạc của cải cho tôi rồi. Vậy lần này tôi tha cho ông, về kiếm người khác làm ăn. Bơ người ta ăn cướp, bơ người ta ăn cướp, cứu gọi tỷ ly, bơ người ta. Ông với anh em chạy nhanh đi, kẻo không kịp. Cô, cứu gọi tỷ ly. Cầm lấy. Nhớ đừng để cho tôi gặp ông đi ăn cướp lần nữa nha. Xin cho biết quý danh để mai sau có dịp đền đáp. Tôi là Hai Lịch, ở Bình Đức. Thôi, ông chạy đi. Dạ cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn à. Cảm ơn hảo hán. Không có lý do ngõ chết rồi. Tiền của mất, con gái thì bị bắt ly. Như vậy là ngõ chết rồi. Có gì đâu mà ông chủ nói vậy. Chẳng qua nghe tiếng ông chủ kêu cứu, tôi đến giúp thôi. Bởi tôi ghét bọn trộm cướp phá hoại xóm làng. Thôi, chào ông chủ nha. Ê, 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 hảo hán, hảo hán. Có chút quà mọn, lên ơn lại. Xin hảo hán dẫn cho à. Ông đừng làm vậy, tôi không nhận đâu. Tôi chỉ muốn nhắc ông chủ đi buôn bán, nhớ đề phòng cẩn thận, đừng đầu ghe chỗ vắng người. Thôi, chào ông chủ nha. Chào cô nha. Chị cảm ơn hảo hán nhiều lắm nha. Dạ. Dạ. Thank you.
anh hai giỏi thiệt. Em thấy anh hai đá mấy người đó bay xuống sông, em đã ghê. Nếu em muốn trừ gian diệt ác thì cứ theo anh học võ. Thiệt không anh hai? Anh nói phải giữ lời đó nghe. Hồi nãy em mê mấy thế võ của anh lắm đó. Đừng nịnh anh ngang. Em nói thiệt mà, anh hai là người giỏi nhất vùng này đó nha. Gì mà đến trại về quán? Lô mày quyền nên quên mất tiêu. Có thấy Mận, có thấy mọi người ở đâu không? Kìa. Nếu nàng không tìm được Ngọc thì thôi, để ta Mận. Anh đã tìm được chỗ tốt, để em xem cho rõ rồi đó. Theo anh lên trên. Thôi, đông quá làm sao mình chen vô được anh Tấn. Em đứng đây cũng thấy rồi mà. Mận thiệt tình quá đi thôi. Anh vừa làm quen với gánh hát, xin họ dành cho mình hai chỗ đặc biệt rồi đó. Đi đi anh, nhanh lên. Đi, đi. Trời ơi nàng ơi, không, thôi thì tôi ta đành chia biệt thôi. Tôi nàng ở lại để ta phải đi. Chắc ta chết mất rồi nàng ơi. Tiếp sẽ thương chàng. Tiếp là làm sao bây giờ? Tiếp là, tiếp là, tiếp là người phải tiếp sẽ thương chàng. Tiếp sẽ thương chàng. Có Ngọc chưa nàng? Trời ơi chắc ta chết mất. Đâu, 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 Ngọc đâu? Đưa đây, nàng ơi, đưa đây, đưa đây ta. Không thể nữa. Tôi để ta chết cho nàng vừa giá, để ta chết. Đâu, đây, 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 đưa đây, đưa đây ta. Tiếp là chàng ở đây để tiếp tiếp dọc trong tiếp nước ra cho chàng. Mau mau đi nghe nàng, nàng đi mau nghe nàng. Hay, hay lắm, ta đã có viên ngọc người. Hồi nãy xem hát, em thương nàng Hồ Nguyệt Cô quá. Mấy chị đứng gần em cứ sụp sịt khóc. Tội nghiệp. Anh cũng vậy. Trong chiến đấu, người ta có thể dùng mọi mưu mô thủ đoạn để giành thắng lợi. Nhưng không nên dùng những thủ đoạn hèn hạ đê tiện. Nhìn chàng Tiết Giao đó với Nguyệt Cô vừa rồi. Anh nghĩ vậy thì sao anh hai? Anh nói thiệt đó. Bởi đối với người phụ nữ là phận quần dẫn yếm mang. Khi người ta đã tin tưởng trao thân gửi phận cho mình thì mình không thể lừa dối phụ bạc người ta, lấy đi cuộc sống làm người, để người ta trở về kiếp thú được.
mà Tiết Dao chắc chắn đã biết. Nguyệt cô vốn là con chuồn, tu luyện ngàn năm mới có được ngọc quý. Nhưng Tiết Dao đã dâng lời mẹ để làm chuyện đó chứ đâu phải. Không, không thể đổ thừa như vậy được em à. Làm người phải biết trọng chữ tín, dù là chữ đó đứng cuối trong tam can ngũ thường. Em nghĩ coi, có nhân nghĩa mà không có chữ tín thì con người đó cũng chẳng ra gì đâu. Hồi nãy tội nghiệp người cô dễ sợ, mất ngọc, đau đớn, quằn quại. Em thương quá, không cầm được nước mắt luôn. Mà sao người ta lại nhẫn tâm với người con gái như vậy hả? Sao mà nghĩ là người ta nhẫn tâm? Thì anh biết rồi đó, gạt người ta lấy ngọc lúc người ta thương mình thiệt tình, còn mình thương người ta giả. Như vậy là không nhẫn tâm hả? Anh nghĩ khác. Đã đánh nhau thì không từ thủ đoạn nào, kể cả thủ đoạn lấy ngọc mà em cho là nhẫn tâm đó, để giành lấy thắng lợi. Đối với người đàn ông thời chiến thì vinh quang là trên hết. Vậy đối với em, anh cũng như vậy hả? Không, đối với Mận á thì anh nghĩ khác chứ. Nếu sau này anh có được vinh quang mà không có em thì cái vinh quang đó cũng thấy không có nghĩa lý gì. Anh nói thiệt lòng mình chứ? Thiệt. Nếu em không tin á thì anh xin thề. Thôi anh, em tin mà. Đừng mà anh. Mận, anh thương em thiệt tình mà Mận. Mận, mình về thôi anh, khuya lắm rồi, mai em còn đi chợ với chị Định nữa. Mận. Mận, làm gì vậy? Buông anh ra. Mận, đừng mà. Hồi chiều em nghe ba em nói ngày mai ông lãnh binh Trương Định sẽ tới làng mình đó. Em có nghe ba em nói ông lãnh binh về làm gì không? Hình như có lệnh mở võ đài để cán chọn nhân tài để giúp nước. Ba em có giới thiệu học trò của mình cho ông quan lãnh binh biết, trong đó có tên anh nữa. Dạo này anh nghe người ta đồn bọn Tây Dương kéo pháo thuyền đến Hội An, Đà Nẵng, ngoài miền Trung. Cử sứ bộ tới gặp triều đình, đòi đình chỉ việc bắt giết người theo đạo Thiên Chúa, cho họ tự do truyền đạo và mở cảng để được tự do buôn bán. Nhưng vua mình có chuyện như vậy không anh? Không thấy họ nói chuyện đó. Nhưng theo chỗ anh biết chắc là khó, bởi vì triều đình đâu có quên chuyện ông Lê Văn Khôi, con nuôi của Tảo Quân Lê Văn Duyệt, đã khởi binh làm loạn. Sau khi ông Tảo Quân chết, trong số quân ông Khôi có sự giúp đỡ của giáo sĩ đạo Chúa như Cố Du và một số người chức sắc trong đạo khác. Vậy là chắc khó rồi. Thôi khuya rồi, mình về đi anh. Ừ. Mai em còn đi chợ sớm nữa. Mẫn. Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, em sẽ không đi chơi với anh nữa đâu. Anh xin lỗi Mận, đừng giận anh, chỉ vì anh quá thương em. Thương mà anh làm như vậy là anh khinh em đó. Anh coi thường em nữa. Người con gái chỉ có chữ trinh là đáng giá ngàn vàng. Nếu như để mất rồi thì người ta còn coi mình ra gì nữa. Nếu như anh thật lòng thương em thì anh hãy giữ cho em tới khi mình cưới nhau nha. Thôi khuya rồi, em đi về đây. Mẫn. Đừng giận anh nữa nha Mẫn. Anh thề anh không xúc phạm em nữa đâu. Mẫn. Mẫn. Mẫn.
chị đến. Hết hồn à. Ngó gì mà dữ vậy? Ờ, chị ngó. Ngó anh Lịch phải không? Nhỏ này. Không phải sao? Ngó cái mặt chị là thấy. Ờ, anh thấy cái gì hả? Thấy cái chữ Lịch ở trên đây nè. Nhỏ này dám chồng chị hả? Rồi bắt được là chết đó nha. Đứng lại chưa? Nè, không đứng á. Bắt em đi. Em thách chị á. Ơi, đứng lại Mận. Ôi, sao bắt em được? Tấn, sao trò không giết? Dạ thưa thầy, thầy cho con viết bài gì dễ dễ một chút. Mấy cái kinh dịch này khó quá, con không hiểu nên con không viết được. Khó quá sao trò Lên, trò Nhượng và các trò khác viết được? Dạ con. Có phải lần này đâu, mấy lần trước thầy cho con viết bài Trung Dung Luận Ngữ Đại Học rồi cũng viết đâu có xong. Có phải là kinh dịch khó viết hơn tứ thư đâu? Nhưng thưa thầy, thời buổi ly loạn này, theo con nghĩ chỉ cần giỏi giỏi là được rồi thưa thầy. Thưa thầy, con có vài lời muốn nói với bạn Tấn. Được, thầy cho phép. Tấn à, thầy cho chúng ta chép bài trù thứ 6 trong cửu trù hồng phạm của kinh dịch, gọi là Tam Đức. Tam Đức: một là nghĩ thẳng, hai là cương nghị để thắng, ba là nhu hòa để thắng. Nhưng học mấy thứ tứ thư ngũ kinh này để làm gì? Tụi mình học võ nghệ là chánh, chứ có phải học thi làm ông nghèo ông cống đâu. Học võ mà không có văn làm lỗi, có khác nào cây rỗng ruột. Thấy bề ngoài cứng mà thiếu sự mềm dẻo, gió bão xô ngã mấy hồi Tấn à. Chỉ học văn mà không học võ, rốt cuộc chỉ là chàng thư sinh trói gà không chặt mà thôi. Gặp kẻ bạo ngược ức hiếp dân mình, mình lo còn chưa xong thì huống chi là cứu người. Cho nên người xưa mới nói văn võ song toàn, văn ôn võ luyện là vậy, chứ đâu phải là đem cái học tứ thư ngũ kinh của thánh hiền mà đi mưu cầu vinh hoa phú quý ở chúng quan trường. Trò Lịch giỏi lắm, các trò hãy bắt chước trò Lịch. Chúng ta văn ôn võ luyện là để thành nhân ngõ hầu, may sau khi đất nước lâm nguy thì còn ra giúp nước. Võ mà không có văn lèo lái kiềm chế thì gây hại mà thôi. Thôi các trò viết tiếp đi. Trò Tấn. Dạ. Cô viết đi. Dạ. Làng chú ý, hôm nay làng ta có hội diễn võ thuật cho các quan trong triều đình xem.
tất cả trai gái trong làng đều được tham gia. Mời bà con đi xem thí võ đài và cổ vũ cho trai gái trong làng ta. Xin mời bà con. Xin giới thiệu với quý bà con và các anh em, đây là quan lãnh binh Trương Định. Chào tất cả bà con dân làng, tôi là lãnh binh Trương Định. Được sự tin tưởng của nhà vua, lần này tôi về đây để mở cuộc thao diễn võ đài nhằm tuyển chọn nhân tài bổ sung cho triều đình, ra phò vua giúp nước, đánh bại kẻ thù xâm lăng. Mong bà con và các anh em ủng hộ tôi. Bên cạnh quan lãnh binh Trương Định là thầy Sáu họ Ngô, người gốc Bình Định. Đa số trai tráng trong làng ta đều là học trò của thầy. Xin mời thầy. Cảm ơn bà con dân làng đã tụ họp về đây để xem gái trai làng mình thi đấu và biểu diễn những bài võ mà tôi đã dạy công luyện tập. Rất mong bà con chúng ta ủng hộ nhà vua cho con em đi phục vụ giang sơn đất nước nghe. Tôi sẽ tuyên bố cuộc thao diễn sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất sẽ biểu diễn cá nhân môn quyền cước rồi tới binh khí. Phần thứ hai là biểu diễn đối kháng từ quyền cước tới binh khí. Cần lưu ý, đây là cuộc thao diễn hết sức tránh sát thương trong lúc tranh tài cao thấp. Ai vi phạm sẽ bị trừng trị theo quân lệnh của triều đình. Các võ sư đã nghe rõ chưa? Dạ rồi. Lần thao diễn này còn khác hơn các năm trước là có sự tham dự của các nữ võ sinh. Trong việc bảo vệ non sông cắm dốc, ai cũng có bổn phận, không kể gái trai. Do đó, lần thao diễn này có các nữ sinh tham dự cũng nhằm tuyển chọn nhân tài theo lệnh triều đình. Một lần nữa, theo lệnh quan lãnh binh, bản chức xin tuyên bố cuộc thao diễn bắt đầu. Nam trước, nữ sau, theo danh sách định sẵn. Dưỡng. Có. Có luyện tập đó đại nhân à. Khá lắm. Võ Văn Quảng. Có. Huỳnh Tấn. Có. Sao sẽ làm nên nghiệp lớn đây? Đại nhân quả có con mắt tinh đời. Nó là một trong những môn sinh giỏi nhất của tôi đó. Nguyễn Văn Lịch. Có.
tuyệt lắm. Cảm ơn đại nhân, nhưng lịch tôi không dám nhận. Thầy có ý kiến gì với chú em này đi? Thầy hiểu con, nhưng đây là tấm lòng của Trương đại nhân đối với con. Thầy cho phép con nhận để không phụ lòng tốt của đại nhân. Dạ, con xin vâng lời thầy. Xin cảm ơn đại nhân. Quả đúng là một trang nam tử tài giỏi. Ta thật là hoan nghênh học trò của thầy. Đại nhân quá khen. Tôi nghĩ rằng những người như chú em này sẽ làm nên sự việc lớn. Bẩm đại tá, tại bờ biển thấy xuất hiện một số khẩu thần công nết nòng về phía tàu chúng ta. Xin đại tá cho ý kiến. Mày báo cáo đúng đó. Kêu lực lượng chuẩn bị vũ khí tối tân nhất để đối kháng. Đối kháng sao đại tá? Nếu chúng làm chủ tình thế thì chúng ta cũng chỉ là những người bị động. Xin đại tá xem xét. Nhà ngươi nói có lý. Vậy chúng ta sẽ ra tay trước, đánh nhầm còn hơn bỏ sót. Tuân lệnh đại tá. Thưa quan chính lược, ngài thấy việc bố trí quân như thế nào ạ? Việc bố trí quân như vậy không được ổn cho lắm. Ta phải bố trí sắp xếp trở lại. Dạ. Theo ý thần, mình nên rút vào trong. Việc bố trí sẽ tính theo hướng khác. Ý tướng quân là sao? Vậy thì càng không được. Rút vào trong, lỡ quân địch tấn công ào ạt, ta làm sao chống đỡ được? Không được đâu. Bẩm tướng quân, phía ngoài biển có tàu chiến Tây Dương xuất hiện, không biết chúng định làm gì. Xin tướng quân định liệu. Bọn nó chưa làm gì thì không được nổ súng. Đây là lệnh của triều đình, nghe rõ chưa? Bẩm tướng quân. Tuân lệnh. Tuân lệnh. Bọn Tây Dương mang tàu chiến tới cửa biển Đại Nam dịu dõi Dương qua để làm gì đây? Chẳng lẽ chúng nó muốn thâu tóm Đại Nam? Mà quân mình thì võ khí lạc hậu, rồi làm sao đối phó? Ta phải tấu trình việc này lên hoàng thượng thôi. Chú hai đâu? Bẩm tướng quân cho gọi. Đưa sớ này cho Quảng Long. Dạ. Bảo dùng ngựa lương tinh dâng sớ quả tóc lên hoàng thượng. Đây là việc sống còn của Sơn Hà xã tắc. Ta muốn xin phép hoàng thượng cho ta đánh trả khi bọn Tây Dương tấn công. Rõ chưa? Dạ rõ. Có chuyện gì? Quân địch đã đánh phá vào trận địa ta. Xin tướng quân định liệu. Đánh trả lại ghê. Xin tuân lệnh. Cuộc thi võ của chúng ta chuyển sang giai đoạn đấu đối kháng. Đầu tiên là nhượng đấu với Quảng. Xin mời hai võ sinh.
Tiếp theo Đô Lịch Tấn, xin mời thượng đài. Đúng là cặp lưỡng hổ tranh hùng. Nhân tài đất nước chính là hai chàng trai này đây. Xin chúc mừng thầy đã dạy dỗ được những học trò xuất sắc. Dạ, cảm ơn đại nhân có lời khen. Nhưng xem ra thằng Tấn quyết hạ thần lịch cho bằng được. Máu ăn thua trong người nó còn quá nhiều đại nhân. Như vậy là không được. Tuổi trẻ luôn hảo thắng mà thầy. Để coi mèo nào cắn điểu nào. Xin lỗi nha. Khá lắm, khá lắm. Tôi sẽ phong cho Lịch chức đội trưởng nông binh làng này. Cậu ta rất xứng đáng. Đại nhân quả có con mắt tinh đời. Cảm ơn đại nhân đã mang cho học trò của tôi chức danh này. Bây giờ đến lượt nữ võ sinh biểu diễn binh khí. Xin mời. Dạ thưa đại nhân, đây là cô con gái của tôi đó. Ồ, thật vậy sao thầy Sáu? Dạ. Yeah. Khá lắm, quả đúng là cha nào con nấy. Xin chúc mừng thầy. Đại nhân quá khen. Đại nhân, có thư ở quan chính phủ gửi ngài. Bổn quan có việc phải về Định Tường gấp, không thể ở lại giữ hết cuộc thi này. Xin có lời cáo lỗi cùng các vị chức sắc. Riêng cho các thí sinh dự hội hôm nay, ta có lời khen về sự cố gắng rèn luyện và biểu diễn thành công làm trạng danh môn võ cổ truyền. Riêng Nguyễn Văn Lịch, từ thời khắc này bổn quan sẽ phong cho chức đội trưởng nông binh làng này. Bà con đồng ý chứ? Cảm ơn đại nhân. Lịch tôi sẽ cố gắng không làm phụ lòng đại nhân đã chiếu cố. Xin cáo từ bà con. Ho 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 ho
sông pha chinh chiến kiên cường, nguyện chung chừng phá tan lũ giặc Tây. Liệt ái ngang sông gọi thiên chi anh hùng, luôn tiền giang đánh tan quân ngoài xa. Nhân ta oai hùng hạ giặc ngoài xa tan tành, nguyện chung chừng.